Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Thông tin và Truyền thông Nhật Bản ngày 18 tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng CPI của nước này trong tháng 10 đã tăng lên 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lạm phát cao nhất trong hơn 40 năm và là tháng thứ 14 liên tiếp lạm phát của Nhật Bản tăng. Nguyên nhân chủ yếu khiến chỉ số CPI của Nhật Bản tăng cao là do xu hướng đồng yên yếu khiến năng lượng, nguyên liệu nhập khẩu cũng như các mặt hàng sinh hoạt liên tục tăng giá trong thời gian qua. Cụ thể, theo thống kê của công ty nghiên cứu Teikoku Databank, trong tháng 10, giá thực phẩm không bao gồm thực phẩm tươi sống đã tăng 5,9%, đồ gia dụng tăng 11,8%, năng lượng tăng 15,2%, với hóa đơn điện của các hộ gia đình trung bình tăng 20,9% và hóa đơn ga tăng 26,8%. Chỉ có mặt hàng xăng dầu có mức tăng ít hơn là 2,9% do các biện pháp trợ giá từ chính phủ. Theo dự báo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Tổng hợp Nhật Bản, chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản sẽ tiếp tục vượt qua kỳ vọng 2% của Ngân hàng Trung ương nước này. Theo đó, có thể đạt mức 3,23% trong quý 4 năm 2022 và 2,55% trong quý 1 năm 2023. Tuy nhiên, mức lạm phát này vẫn thấp hơn nhiều so với Mỹ là 7,7% hay khu vực đồng tiền chung châu Âu là 10,6%. Lam Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.